các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, khi được Phật bà Quan Âm nói cho biết phải sang bên Tây Trúc mới tìm được pho kinh Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng, vua Thái Tông hỏi mọi người trong nhà chùa, ai sẽ lính chỉ đi sang Tây Thiên cầu Phật lấy kinh? Thái Tông vừa nói rất lời, pháp sư huyền trang đã đứng ra làm lễ trước mặt vua đường bần tăng tuy bất tài nhưng cũng xin đem hết sức mình với lòng thành kính đi cầu kinh về dân bệ hạ để giữ gìn non sông đại đường được bền vững vua đường rất mừng lấy tay đỡ dậy nếu pháp sư hết lòng trung tín không ngại đường xa rộng thẳng lặn suối qua rừng chậm cùng người xin kết nghĩa làm anh em Huyền Trang cúi đầu tạ ơn vua Đường cùng Huyền Trang lại bốn lạy trước bàn thờ Phật ở ngay trong nhà chùa từ đấy gọi Huyền Trang là ngự đệ Thánh Tăng và lấy tên pho kinh đặt hiệu cho Huyền Trang là Tam Tạng Huyền Trang hết lòng cảm tạ và hứa đi lần này xin quên mình gắng sức đến tận Tây Thiên nếu không lấy được kinh, hà chết chứ không dám trở về nước, mãi mãi chìm xuống địa ngục. Sau đó, Huyền Trang quay về chùa Hồng Phúc, còn vua đường thì đi xe loan về cung. Các vị xưa và một số đồ đệ trong chùa đã biết việc lấy kinh đều đến hỏi han và kể cho biết đường sang Tây Thiên xa xôi hiểm trở, lại có nhiều hổ báo yêu ma, chỉ e có đi không về nhưng huyền trang nhất mực quyết tâm ra đi và giặt lại các đồ đệ trong chùa ta đi lần này hoặc hai hay ba năm hoặc dăm bảy năm chỉ khi nào thấy những cành thông ở trước cửa chùa trỏ về đằng đông thì là báo tin huyền trang đây trở về nếu không thì chẳng bao giờ trở lại nữa ngày hôm sau Thái Tông hội triều triệu tập các quan văn võ viết tờ điệp đi lấy kinh, đóng ấn thông hành. Vua đường cho mời Huyền Trang lên điện rồi nói. Hôm nay là ngày lành, chậm cấp cho ngự đệ một đạo văn điệp đi thông cửa quan. Lại thêm cho một cái bát vàng để đi đường hóa chay mà dùng. Còn cho hai người đi theo và một con ngựa để cưỡi đi đường xa. Thôi, ngựa đệ có thể lên đường ngay rồi đấy huyền trang tạ ơn nhận lấy các thứ lên đường ngay vua đường lên xe loan cùng các quan đưa chân ra ngoài cửa thành thấy các sư chùa hồng phúc và các đồ đệ của huyền trang đã trực sẵn ở đó vua đường sai quan nâng bình rót rượu mời huyền trang huyền trang từ chối theo giới phép của nhà phật thấy vậy thái tông liền nói Việc xuất hành hôm nay không như những việc khác. Đây là rượu chay. Chỉ uống một chén này để tỏ lòng tiễn đưa của trẫm Tam Tạng không dám từ chối nữa. Bưng lấy chén rượu toàn uống. Lại thấy Thái Tông cúi người xuống. Lấy ngón tay gión một ít đất bỏ vào trong chén rượu. Tam Tạng không hiểu ra sao. Thái Tông cười và nói. Ngày tháng lâu dài Đường xa núi cách Ngộ đệ uống chén rượu này Hãy nhớ quê nhà một rúm đất Chứ đừng ưa đất khách vạn cân vàng Tam tạng mới hiểu ý Lại tạ ơn cạn chén Từ tạ lên đường Khi đó vào giữa lúc cuối mùa thu Ba ngày trước hôm rằm tháng 9 năm trinh quán thứ 13 đi được mấy ngày thầy trò đã đến thành củng châu các quan lại ở củng châu ra đón tiếp vào trong thành nghỉ lại một đêm sáng hôm sau dậy sớm lên đường trên đường đi cứ đói ăn khát uống đêm nghỉ ngày đi luôn hai ba ngày đã đến hà châu vệ đây là nơi biên giới non sông nước đại đường quan tổng binh và các sư tăng ở địa phương được tin có vị khâm gia pháp sư là ngự đệ sang tây thiên cầu kinh lễ phật mọi người hết lòng cung kính đón vào trong thành cung cấp cho các thứ rồi mời người đến chùa phúc hậu yên nghỉ khoản đãi cơm chay rất chu đáo vì trong lòng lo lắng nên tam tạm dậy sớm quá mới có canh tư đã lên đường đi dưới sương trong còn sáng ánh trăng đi được độ vài chục dặm thấy sừng sững chỗ mặt một dãy núi cao phải vạch cỏ tìm đường thật là gấp gành khó đi lại còn sợ lạc lối cơ chứ chính đường khi lưỡng lự bỗng nhiên tam tạng xảy chân cả người lẫn ngựa lăn xuống một cái hố mấy thầy trò đang còn bàng hoàng sợ hãi lại nghe thấy có tiếng gào thét bắt nó vào đây rồi thấy cuồn cuộn một con gió ùa đến năm sáu mươi tên tiểu yêu kéo ra bắt tam tạng và người tùy tùng lôi vào tam tạng run như cầy sấy liếc mắt nhìn trộm thấy tên ma vương ngồi trên vẻ hung dữ có đôi mắt sáng lấp loáng bàn răng như bờ cào răng nanh nhọn cắm bên miệng vằn hoa khắp bụng lưng râu chổi mọc kín mặt chân có móng sắc nhọn tên là bạch ngạch vương chính là con hổ trong rừng Tam tạng hồn siêu vách lạc Hai người hầu bốn run cả chân tay Mà vương quát sai trói cả lại Bọn yêu tinh xô đến lấy dây trói cả ba người Đương khi sắp sửa đem đi ăn thịt Lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào Rồi có tên tiểu hư vào báo Hai vị hùng sơn quân và đặc sử sĩ đã thôi Tam tạng nghe nói ngừng đầu lên nhìn Thấy đứa đi trước là một gã đen nhẹm hình dạng trông ra vẻ bệ vệ dáng đi lại nhẹ nhàng có tài lội nước trèo cây rét biết trốn lạnh tên là hùng sơn quân chính là con gấu rừng còn tên đi sau là một đứa béo phệ trông bước đi chậm chạp đầu có hai sừng lưng u thịt bắp chuyên muôn kéo cày bừa ruộng làm nương tên là đặc sử sĩ chính là con trâu cày Hai tên này ngấy ngang đi vào Ma Vương vội vàng chạy ra đón tiếp Hùng Sơn Quân nói Thưa dần tướng quân Gần đây ngài đắc ý rất đáng mừng Đặc tử sĩ nói Ông dần tướng quân mạo diện rạng rỡ Thật đáng mừng Sau khi nghe xong những lời tân bốc của hai Ma Vương Bạch Ngạch Vương nói Hai ngày gần đây thế nào? Chỉ thường thôi Cũng tùy thời đấy Chúng nó hỏi han nhau xong Cùng ngồi xuống Chuyện trò cười nói khoái trá Một người tùy tùng của Tam Tạng Bị trói chặt quá đau đớn kêu khóc Tên đen nhảm hỏi Ba người này ở đâu lại thế vậy Tự họ dẫn thân đến <laughs> có thể đãi khách được chứ à này một lúc không thể rời hết được ngay chỉ ăn thịt hai chú thôi còn một chú này để lại sau ma vương lập tức sai bọn tiểu yêu mổ bụng moi gan hai người tùy tùng trước đem sọ và tim gan kính biếu hai gã khách quý chân tay thì dành riêng phần mình còn xương thịt thừa thì chia cho bọn tiểu yêu Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng nhai rau rao, Một lúc là hết nhẫn Còn lại mỗi mình tam tạng Thì chết ngất đi bởi vì quá sợ hãi Lúc đó mặt trời đã dạng đông Hai con yêu quái kia Ở mãi đến cho lúc mặt trời sáng rõ rồi mới về Chúng đều nói Hôm nay chúng tôi đến quấy quả ngài có ngày sẽ hết lòng đáp lại sao Hai con yêu quái chào rồi ra về Mặt trời đã lên cao Tam tạng tối tăm mặt mày Chẳng còn biết đâu là Đông Nam Tây Bắc nữa Chỉ có nhắm mắt chờ chết Bỗng nhiên có một ông già chống gậy đi tới trước mặt Lấy tay phất một cái Dây chói đứt tung Ông già lại thổi một hơi vào mặt Tam tạng mới tỉnh lại vội vàng quỳ xuống lạnh đa tạ cụ đã cứu sống bần tăng ngài hay đứng dậy ngài có mất mát đồ vật gì không hai người theo hầu bần tăng đều bị yêu tinh ăn thịt mất rồi còn đồ đạc hành lý và ngựa không biết ở đâu cả ông già đỡ dậy và chỉ cho chỗ để hành lý và con ngựa tam tặng ngoảnh đầu nhìn lại thấy hành lý và các thứ chưa hề mất mát bấy giờ mới hơi yên dạ rồi quay lại hỏi ông già thưa cụ đây là đâu sao cụ lại đến đây đây gọi là song xoa lĩnh nơi xào huyệt của bọn hổ làng cứ sao người lại xa vào đây bần tăng từ hà châu vệ ra đi vào lúc gà gáy không dè đi sớm quá trên đường phải đội xương rẽ bụi cỏ bất chợt xầy chân ngã xuống chỗ này bị tên ma vương hung giữ bắt bần tăng và hai người tùy tùng trói lại sau đấy lại đến thêm hai tên nữa một tên già đen xưng là hùng sơn quân một tên quỷ béo xưng là đặc sử sĩ chúng gọi tên kia là dần tướng quân bà yêu quái đã ăn thịt hết cả hai người tùy tùng của bần tăng không biết tôi có duyên phận thế nào mà may gặp được ơn cụ đến cứu mạng nghe xong ông già nói đặc sử sĩ là con trâu thành tinh hùng sơn quân là con gấu thành tinh còn dần tướng quân là con hổ thành tinh đó Còn yêu quái quanh quẩn toàn là ma cây quỷ núi cả Chỉ vì ngài là bậc thánh hiền Cho nên chúng không ăn thịt được Hãy theo ta ra, ta sẽ dẫn lên đường Tam tạng hết lòng cảm tạ Rồi thu xếp hành lý lên mình ngựa cầm dây cương dắt con ngựa theo cụ già ra khỏi hang hổ đi lên đường cái tam tạng thả con ngựa mé đường cho ăn cỏ quay mình lại định tạ ân ông già thì ông cụ đã hóa ra một cơn gió mát cưỡi một con hạc trắng đầu điểm son bay lên trời rồi chỉ còn thấy một tờ thiếp theo gió lả lả bay xuống tờ thiếp trên viết bốn câu thơ ta là thái bạch ở phương tây vì cứu mạng người mới tới đây giúp sức có thần đương đón đợi chớ vì sống cả vội rời tay tam tạng xem xong ngừng mặt lên trời tạ ơn đa tạ kim tinh cứu thoát khỏi nạn này lễ xong một mình tam tạng lùi thủi dắt con ngựa trèo lên đỉnh núi một cách khó nhọc Các bạn thân mến, sau khi được Thái Bạch Kim Tinh cứu mạng thoát chết, một mình tam tạm lủi thủi gắng sức lên đường. Đi đã hơn nửa ngày mà chả thấy nhà cửa xóm làng đâu cả. Trong bụng đã đói mềm ra rồi mà đường đi lại khắp khỉnh, Đã thế, vừa đúng lúc đó, đằng trước lại hiện ra hai con mãnh hổ gầm thét. Đằng sau nữa là con rắn dài đang thu hình rình mồi. Còn bên trái có loài sâu độc, bên phải thêm những con thú dữ kỳ quái. Lúc này chỉ có mỗi mình tam tạng, chẳng còn ẩn nấp vào đâu nữa. Đành phải chịu bó tay, phó mặc số mệnh. Khổ hơn nữa là con ngựa kia cứ cong lưng khuyệu cẳng, nằm lăn ra đất. Đánh cũng không dậy, rát cũng không đi nữa. Một cái chết khủng khiếp chỉ trong chốc lát thì sẽ đến với tam tạng. Nhưng thật lạ sao, đột nhiên thấy thú dữ chạy trốn, mãnh hổ lánh mình rắn độc mất tích tam tạo ngẩng đầu nhìn lên thấy một người cầm giáo dài lưng đeo cung nỏ từ sườn núi đi ra quả là một chàng hảo hán người này đầu đội mũ da báo đốm mình mặc áo lụa cầm nhung lưng thắt đai theo sư tử chân đi giày da hưu rừng mắt tròn xoe râu sồm rộng đeo túi cung tên thuốc độc cầm cây thép cứng hai đồng dáng người hùng dũng oai phong tam tạng thấy người ấy đến gần liền quỳ ngay xuống mé đường chắp tay cầu cứu người ấy bỏ cây đồng hại mũi xuống hai tay đến đỡ tam tạng dậy sư trưởng đừng sợ tôi không phải là kẻ xấu đâu chỉ là một người đi săn trong rừng này họ lưu tên là bá khâm hiệu là trấn sơn thái bảo vừa rồi đến đây định săn mấy con thú rừng về làm bữa ở đâu lại gặp người thật là mãn phép Bần tăng là hòa thượng bên đại đường Được vua sai sang tây thiên bái Phật cầu kinh Vừa mới đến đây thì bị hổ lang rắn độc vây chặt không đi được nữa Mày sao gặp người tới nơi chúng sợ chạy tán loạn Người đã cứu thoát tính mạng thôi Đà tạ đà tạ chúng tôi ở đây chuyên lấy nghề săn bắn nuôi thân qua ngày đây vẫn còn là đất đai nhà đường tôi cũng là dân nhà đường mà người đừng sợ cứ về nhà tôi nghỉ ngơi ngày mai tôi sẽ đưa người lên đường tam tạng nghe nói hết sức mừng rỡ tạ ơn bá khâm rồi dắt ngựa đi theo vừa qua sườn núi lại thấy gió vù vù thổi bá khâm nói sứ trưởng đừng sợ Hãy ngồi xuống đây, gió thổi đấy là hổ lang sắp đến đấy, để tôi đi bắt nó đem về thiết đãi người. Tam Đặng nghe nói lại sợ rún cả người lên, không dám đi nữa. Bá Khâm nhanh bước tiến về phía trước, thấy một con hổ vằn loang lổ đi đến chỗ mặt. Vừa trông thấy Bá Khâm nó liền quay đầu chạy trốn. Bá Khâm quá to, giống cái số kia, chạy đi đâu? Mãnh hổ thấy người đuổi theo rất gấp, quay mình dơ vút vô lại, Bá khâm múa đồng sắt đón đánh Làm cho tam tạng sợ hãi nằm dí xuống bãi cỏ Bá khâm vật lộn với con mãnh hổ dưới sườn núi mãi hồi lâu Mãnh hổ dần dần móng chùn lưng họ Nhanh như cắt Bá khâm đâm phập cái đồng vào ngực nó Máu phun ra chảy linh láng Con hổ lăn cảnh ra chết ngay tại chỗ Bá khâm nắm lấy tai Lôi tuột xác hổ đến ngay trước mặt tam tạng Thấy anh chàng mặt không đổi sắc vẫn còn sung sức tam tạng người khen thái bảo thật là một vị sơn thần tôi có tài can gì mà người quá khen thế cũng nhờ lộc của sư trưởng đấy thôi ta về đi kẻo muộn anh ta một tay cầm lấy cây đồng một tay xách con hổ đi trước dẫn đường tam tạng dắt con ngựa đi theo sau quanh co đi hết sườn núi thì đến một ngôi nhà trên núi trước cửa một dàn cỏ hoa thơm ngát mấy khóm tre non xanh lất phất lều tranh vườn nứa đẹp xinh thêm đá vách vôi sáng sủa vừa tới nhà bá khâm bỏ con hổ chết xuống đất chúng mai đâu ba bốn ngồi hầu chạy đến khiêng con hổ đi bá khâm dặn mổ ra ngay để làm cơm đãi khách rồi quay lại mời tam tạng vào trong nhà hai người ngồi xuống uống chè xong thấy một bà già dẫn một người thiếu phụ đến trước mặt tam tạng cúi chào bá khâm nói đây là mẹ tôi còn đây là vợ tôi ạ à. xin mời cụ ngồi lên để bần tăng được lại chào sư trưởng là quý khách xin cứ tự nhiên thưa mẹ đây là vị sư được vua đường sai sang tây thiên bái phật cầu kinh đây May sao con lại được gặp người trên núi. Còn nghĩ là người trong một nước với nhau nên mời về nhà nghỉ chân. Đến ngày mai con lại đưa người lên đường ạ. À. Thế thì còn gì bằng nữa. Con đã mời người đến đây thì hẳn thong thả nào. Ngày mai là ngày rỗ bố con. Hãy mời sư trưởng ngồi lại làm phúc tục kinh cầu Phật rồi đến ngày kia sẽ tiễn chân người cũng được chứ sao bá khâm tuy là một người thái bảo diệt hổ canh núi nhưng lại có lòng hiếu thảo nghe lời mẹ bảo liền đi sắm sửa vàng hương và giữ tam tạng ở lại trời đã về chiều người nhà dọn bàn ăn bày mấy đĩa thịt hổ xào chín nóng khói bay nghi ngút bá khâm mời tam tạng đến ăn tạm rồi sẽ dùng cơm sau tam tạ chắp tay lên ngực mô phật không dám giấu thái bảo bần tăng đi tu từ lúc mới lọt lòng lâu này vẫn dùng chai bà mẹ bác hâm nghe tiếng vội nói thưa sư trưởng thân già này có thức ăn chay để mời người đây nói xong bà cụ bỏ con dâu lấy ít kê thổi cơm và lấy ít mộc nhĩ măng khô nấm hương làm hai món. Múc lấy hai bát đầy đặt lên bàn mời Tam Tạng dùng cơm chay. Tam Tạng bước xuống tạ ơn rồi ngồi vào bàn ăn. Bá Khâm để riêng ra một chỗ bày những món thịt thú rừng đủ các loại. Nhưng chả cha mắm dầm tương gì hết. Lại thêm một ít thịt hươu khô ngồi tiếp Tam Tạng dùng cơm chay. Bá Khâm vừa ngồi xuống cầm đũa, thấy tam tạng chắp tay tụng kinh vội bỏ đũa xuống đứng ra một bên tam tạng đọc mấy câu rồi nói mời chư vị thụ trai người là hòa thượng đọc kinh ngắn phải không đây không phải là kinh chỉ là bài kệ đọc khi ăn cơm <laughs> các người xuất gia đi tù vẫn phiền quá ăn cơm mà lại còn phải tụng niệm vậy ạ Cơm xong, bá khâm dẫn tam tạng xuyên qua đường khe nhà, ngoặt đến đằng sau một chiếc liều cỏ là một cánh vườn rộng. Bá khâm vừa huyết một tiếng, mười mấy con hươu béo một đàn nai vàng chạy ra. Chúng tỏ ra rất đỗi ngoan ngoãn. Trong khi chuyện trò bá khâm nói với tam tạng, cũng như nhân nhân trong thành trường an, có tiền thì chứa của báu, có ruộng thì chứa thóc gạo. Nhà đi săn chúng tôi cũng nuôi mấy con dã thú phòng khi mưa gió thôi. Chuyện vãn hồi lâu, trời vừa tối sầm, hai người cùng trở về nhà trước yên nghỉ. Ngày hôm sau, mấy mẹ con dậy sớm sửa soạn cơm chay khoản nãi tam tạng và mời người làm lễ tụng niệm. Tam tạng rửa tay xong, cùng với thái bảo thắp hương làm lễ ra đường ở trước cửa. Lễ xong, Tam tạng mới gõ mõ tụng kinh cầu siêu cho vong hồn ông cụ nhà. Xong rồi, bá khâm lại xin biết cho một đạo sớ tiến vong. Đến chiều, hiến hương hoa quả phẩm, hóa vàng cúng chúng thần, rồi đốt đạo sớ tiến vong. Việc Phật đã xong, mọi người quay về yên nghỉ. Sáng dậy, bà già sửa soạn tạ ơn, cho con trai dắt ngựa đến trước mặt tam tạng, rồi cả nhà cúi lạnh đa tạ trưởng lão siêu độ cho vong phu tôi thoát nạn siêu sinh thật không biết lấy gì đền ơn đây bần tăng có tài can gì để phiền người cảm tạ bá khâm liền đem chuyện cả nhà cùng chim bao thấy ông cụ nhà nó được chuyển kiếp sang đời giàu có như thế nào thuật lại một lượt tam tạng cũng mừng thay cơm chay đã dâng lên lại tạ ơn một lạng bạc Tam Tạng không nhận Cả nhà khẩn khoản mãi Tam Tạng cũng không nhận và nói Chỉ mong người làm ơn đưa đi một quãng đường Cũng đủ tỏ lòng quý mến bần tăng này rồi Nghe vậy, cả nhà ba cụ chẳng biết làm thế nào được Đành lấy ít gạo rang gói bánh làm lương khô Tam Tạng vui vẻ thu nhận Bá khâm vâng lời mẹ gọi thêm hai ba người hầu mang sẵn đồ săn bắn đi theo lên đường. Đi được nửa ngày, thấy đằng trước mặt hiện ra một tòa núi lớn, cao ngất từng mây, ngút ngàn hiểm trở. Một lúc đã đến chân núi, bá khâm trèo núi như đi dưới đất bằng. Khi tới lưng chừng núi, bá khâm ngoảnh lại đứng ở bên đường nói. Thưa sư trưởng, xin người tự đi thôi, tôi xin từ biệt trở về đây. Tam tạng bèn nhảy ngay xuống ngựa Dù sao phiền thái bảo đưa tôi một quãng đường nữa Xưa trưởng không gió đấy chứ Núi này gọi là lưỡng giới sơn Nửa về bên đông thuộc nước đại đường ta cai quản Nửa về bên tây là địa giới thát đát rồi Hơn nữa hổ lang bên kia không chịu hàng phục tôi Tôi cũng không thể sang bên kia được nữa Đành mời thầy đi một mình vậy tam tạng lo sợ lấy tay sắn quần giữ áo gạt lệ chia tay đương khi dặn dò từ biệt bỗng nghe thấy ở dưới chân núi mé tây có tiếng gọi như sấm gầm sư phụ đã đến sư phụ đã đến làm cho tam tạng ngấn cả người ra bá không phát hoảng còn bọn gia đồng thì ôm đầu bưng tai mãi hồi lâu mới chấn tính lại bọn gia đồng lên tiếng đó là tiếng kêu của con vượn ra ở dưới chân núi đấy mà đúng nó đấy, đúng nó đấy. Vượn già nào thế? Núi này xưa gọi là Ngũ Hành Sơn, từ khi vua đại đường ta đi chinh Tây mới đổi là Lưỡng Giới Sơn. Thường nghe các cụ kể là hồi vương mãng cướp ngôi nhà Hán, trời giáng quả núi này xuống đèm con vượn tiên ở dưới. Con vượn này không sợ nóng, không cần ăn uống, đã có thổ thần coi áp. Hễ nó khát là cho uống nước đồng đói thì cho ăn hòn sắt từ đấy đến nay đói rét nó cũng chả chết gì hết tiếng kêu ấy nhất định là nó đấy sư phụ đừng sợ chúng ta cùng xuống núi xem sao nào tam Tạp y theo dắt ngượng đi xuống đi được mấy dặm đã thấy ở trong hộp đá quả có một con khỉ ló đầu ra giơ tay vời rối rít thưa sư phụ sao bây giờ mới đến mau mau cứu tôi ra với tôi sẽ đưa người sang tây thiên Tam tặng đến gần xem Thấy hình dạng nó Nhọn miệng chót mặt Mắt lửa ngươi vàng Trên đầu rêu bám kín Trong tài dây leo mọc trăng chịt Đầu tóc ít xanh gì cỏ tốt Cầm không dâu Củ ấu đâm ngang Lông mi đầy đất Mũi đầy bụi nhem nhuốc Bàn tay dày ngón tay thô Cáu ghét đầy người Chỉ còn hai con ngươi chuyển động được Ăn nói tuy lành lợi Nhưng thân lại bị đẻ áp thật đáng thương lưu thái bảo là một người bạo dạn đến tận nơi nhổ cỏ mọc ở hai bên mái tóc và củ ấu ở dưới cằm rồi hỏi nhà ngươi muốn nói gì nào tôi không nói gì hết nhờ anh mời sư phụ tới tôi có một điều cần hỏi nhà ngươi hỏi gì ta Ngươi có phải là người từ bên đông độ sang tây thiên lấy kinh không chính là ta đây Nhà ngươi hỏi làm gì? Tôi là Tề Thiên Đại Thánh, 500 năm về trước đã từng đại não thiên cung vì phạm tội trời, bị Phật Như Lai đè giam ở đây. Vừa đây, quan âm Bồ Tát vâng Phật chỉ sang đông độ tìm người lấy kinh. Tôi có cầu người cứu cho. Người có khuyên tôi đừng làm điều hung dữ nữa, quy y Phật Pháp, hết lòng ân cần bảo vệ người lấy kinh sang Tây Thiên Lễ Phật. Sau khi thành công quả sẽ gặp điều hay. Vì thế tôi ngày đêm chờ đợi Sớm hôm ghi nhớ Đợi sư phụ đến cứu cho tôi được thoát thân Tôi tình nguyện đưa người đi lấy kinh Làm đồ đệ của người Tam Thạc nghe nói mừng quá Người đã có thiện tâm như thế Lại được quan âm Bồ Tát dạy bảo xin theo vào sa môn Nhưng ta lại không có cách nào cứu được nhà ngươi ra phải chăng tôn ngọc không được thoát nặng từ đây và tam tạng sẽ làm cách nào để giải thoát cho tôn ngọc không xin mời các bạn đón nghe buổi sau